Con xin kính chào quý vị đồng tu. Dạ, con tên là Trần Minh Châu, pháp danh Giác Thiện Tự. Thì ngày hôm nay con tham gia chương trình Vì sao bạn trường chay. Thì mục đích của con tham gia chương trình ngày hôm nay là muốn khuyến tấn, muốn các khuyến tấn các vị, những vị nào mình chưa ăn chay được thì mình cố gắng phát tâm ăn chay trường. Còn những vị nào mình đã ăn được rồi thì mình cứ giữ, cố gắng và mình ăn tiếp. Dạ, thì con xin giới thiệu sơ về bản thân mình là hiện tại con ăn chay trường đã được gần 5 tháng. Và lý do vì sao mà con ăn chay đó là do con biết có cơ duyên. Nhân duyên của con biết đến một người chị ở bên nhóm Phóng Sanh. Thì chị này là một giáo viên mầm non, con xin được phép giấu tên. Chị này là một giáo viên mầm non và cái thời gian làm việc thì quần quật cả một ngày và tối về thì chị dành thời gian công phu cho đến đến khuya, và một đêm là chị ngủ khoảng chừng 3-4 tiếng thôi ạ, không có thời gian ngủ nghỉ nhiều. Mà mặc dù như vậy mà vẫn cố gắng ăn chay trường, mà vẫn cố gắng tu, mà vẫn khỏe. Thì con được chị chia sẻ kinh nghiệm cho mình biết. Và thì thực sự là con đã muốn ăn chay từ rất là lâu rồi ạ. Nhưng mà chắc do đây nhân duyên đã tới thì con biết đến chị này và chị chia sẻ cho mình biết cái kinh nghiệm và với lại cái tinh thần tinh tấn tu học của chị á, thì đã giúp con có đầy đủ nhân duyên để con ăn chay thì, đến bây giờ. Thì đó là lý do vì sao mà con ăn chay. Thì sau đây con xin giới thiệu cho quý vị đồng tu mình một món ăn chay rất là đơn giản. Mình làm tại nhà với những nguyên liệu rất là đơn giản, mình có thể làm tại nhà trong cái mùa dịch này. Và sau đây là những nguyên liệu rất là đơn giản để mình có thể làm cái món này tại nhà được nha quý vị. Thì đầu tiên đó, mình cần khoảng 50g bột gạo và một ít chao và cái nước chao. Và ở đây con cho thêm ít tiêu để cho cái hương vị nó thêm thơm và ngon hơn. Thì ở đây quý vị có thể sử dụng ít bánh tráng, hoặc là mình có thể thay thế bằng lá tàu hủ kia cũng được nha quý vị. Thì bánh tráng đây con cắt mỏng như thế này, ở nhà mình có gì thì mình làm đó. Thì món này con gọi đây là món, con gọi đại đây là món khô chay đi. Thì quý vị muốn gọi như thế nào thì mình gọi cũng được. Và sau đây là mình cách mình chế biến. Và chao ở đây á, thì mình sẽ dầm ra cho nó nhuyễn nha quý vị. Và sau đó mình dầm ra rồi mình sẽ cho vào trong cái chén bột để mình nhào. Mình nhào đến khi nào mà mình cảm thấy là cái bột của mình nó sệt sệt là được nha. Còn nếu mà mình ít nước quá thì mình có thể cho thêm một ít nước lọc. Mình khuấy lên cho cái hỗn hợp của mình nó sệt như thế này là được nha quý vị. Và sau đó thì mình sẽ cho tiêu vào và mình tiếp tục khuấy. Khuấy cho đều. Rồi, và hỗn hợp của mình đã khuấy đều xong. Và quý vị mình có muốn ăn hành thì mình có thể cho một ít hành vào để cho nhìn cho nó thơm và nó ngon hơn nha quý vị. Ở đây con không có ăn cho nên con không có cho vào. Và tiếp theo là mình sẽ khuếch cái hỗn hợp này vào một mặt của bánh tráng và mình bắt chảo lên và mình chiên nha. Và sau đây mình bắt chảo dầu lên và mình tiếp tục mình chiên nha quý vị. Ở đây thì con chiên với lại lửa nhỏ thôi để tránh cho nó bị khét. Thì trong cái thời gian mà mình đợi cho dầu sôi đó thì mình sẽ quét sẵn cái dung dịch mình, cái hỗn hợp mình vừa làm đó mà mình cho lên, mình quét sẵn, mình đợi để cho dầu sôi thì mình cho vào và mình chiên.
Dạ. Thì dầu đã sôi rồi thì con xin phép con cho vào con chiên ạ. Con thấy có nhiều vị mình mới ăn chay á. Mình ăn chưa có quen á, mình mới ăn chay những cái ngày đầu á, mình hay có những cái triệu chứng như là mình say sẩm nè, mình mau đói á. Thì theo như con được chị đó chỉ chia sẻ đó là chắc là do cơ thể mình đã quen với lại thức ăn mặn xong mà có thời gian quá dài rồi á, cho nên khi mình chuyển qua ăn chay á, mình ăn chưa có được quen cho nên nó sinh ra những cái phản ứng như vậy. Thì quý vị mình cứ cố gắng nha, mình giữ mình ăn, mình cứ tiếp tục mình ăn, thì bởi vì mình đừng có sợ là thiếu chất hay là gì cả, bởi vì trong rau củ á nó cũng có đầy đủ những cái chất dinh dưỡng đó rồi. Mình đừng có sợ là thiếu chất, mình có thể lên trên internet mình có thể tìm hiểu nha. Thì trong rau củ thì cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng, mình đừng có sợ thiếu chất nha. Mình cứ cố gắng mình giữ và mình ăn khoảng chừng vài tháng thôi là cơ thể mình quen là mình có thể thích nghi được nha quý vị. Hiện tại con mới có vài tháng đầu á, con ăn thì con cũng có những cái triệu chứng như vậy. Con cũng hay mau đói, con bị sốt ruột. Nhưng mà hiện tại bây giờ con ăn quen rồi thì con có thể ăn được. Thì kinh nghiệm ăn chay của con thì chỉ có như vậy thôi. Còn quý vị nào mà mình sợ thiếu chất nữa thì mình có thể mình xay các cái loại đậu á ra để mà mình dùng, mình bổ sung chất dinh dưỡng. Ở nhà con cũng có hay làm, con làm như là con xay đậu đậu đen, đậu đỏ, đậu nành và đậu xanh, thêm gạo lứt nữa, con rang lên cho nó chín rồi xong đó con bỏ vào cái cối xay khô á, và con xay và mình dùng mỗi ngày, mình dùng khoảng 1 đến 2 ly gì đó. Nếu mà quý vị mình sợ mình thiếu chất đó, thì mình có thể xay ngũ cốc mình dùng thêm. Thêm nữa là mình nên thường xuyên mình nghe pháp nha quý vị. Mình nghe pháp về các cái nghiệp sát sanh, nghiệp tội sát sanh rồi đó, để mình nghe mình hiểu, để mình chán thèm thịt hơn, mình ăn chay nó sẽ dễ hơn. Chứ mà mình hiểu chưa kỹ đó, mình ăn với lại mình ăn chung với lại gia đình mình á, mình nhìn những cái đồ ăn mặn thì mình sẽ thèm và mình khó giữ được. Con khuyên quý vị mình nên như vậy. Dạ. Con lo nói chuyện quá, con chiên nó muốn khét luôn rồi. Dạ. Thưa quý vị, và đây là thành quả sau khi mình đã chiên xong cái món khô này. Dạ. Rất là đơn giản nha quý vị. Cái món này thì ai mình cũng có thể làm được. Và mình có thể ăn kèm cái món này với lại cơm. Rất là bát cơm luôn. Hoặc bên đó mà cạnh đó mình có thể ăn kèm, ăn vui, ăn chơi với lại tương ớt cũng vẫn được nha quý vị. Dạ. Thì con xin chia sẻ là sau khi con ăn chay đến nay cũng khoảng gần được 5 tháng thì con thấy được cái lợi ích của việc ăn chay trường nó đem lại cho con rất là tuyệt vời. Như là mình cảm thấy là cơ thể mình dễ tiêu hóa, dễ hấp thu hơn và lòng mình nó nhẹ nhàng, thanh thản hẳn ra so với lúc trước. Khi mình ăn được rồi mình cảm thấy mình rất là vui à. Và bên cạnh đó là đầu óc mình cũng minh mẫn, sáng suốt hơn so với mọi khi. Thì có điều này đặc biệt là con khuyên quý vị là con tìm hiểu được ở trên mạng là con thấy rất là hay. Là những quý vị nào là mình học tập á, mình muốn cho đầu óc của mình thông minh, mình giỏi hơn á, thì mình con khuyên là mình nên ăn chay. Đây là một cái điều mà con tìm hiểu được ở trên mạng, con thấy rất là hay. Con khuyên quý vị nên tập ăn chay trường đi, rất là tốt luôn. Trí tuệ của mình nó sẽ phát sinh. Thì quý vị mình có thể thấy là trên mạng đó, trên internet trên thế giới đó, thì mình có thể thấy được là những hoa hậu nổi tiếng hay là những vận động viên đó, người ta vẫn ăn chay trường và người ta vẫn đạt được cái kết quả phải nói là rất là tốt. Thì cho nên là ở đây con nói là mình ăn chay trường không có thiếu chất đâu. Những vị nào mình chưa ăn được đó thì mình cố gắng mình tập, mình ăn.
mình ăn vài ngày rồi từ từ rồi mình nâng lên, mình cố gắng hơn nữa. Thì cuối cùng con xin chúc cho những vị nào mình chưa ăn chay được thì mình cố gắng mình ăn. Còn những vị nào mình đã ăn được rồi thì mình cố gắng mình giữ vững tinh thần mình tiếp tục mình ăn nữa. Dạ, và cuối cùng thì con xin cảm ơn quý vị mình đã xem video của con. Thì trong lúc quay thì có điều gì sơ sót thì con xin quý vị bỏ qua. Dạ, con xin cảm ơn quý vị ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Sammo di soha.